Vậy trước hết chúng ta sẽ cùng tìm hiểu thế nào là đoạn văn trong bài văn Tả cây cối ở phần thứ nhất, phần khái niệm. Trong một bài văn tả cây cối thì cần phải có các đoạn văn, ít nhất là 3 đoạn văn. Mỗi đoạn văn đó có thể sẽ có những nội dung nhất định. Ví dụ, đoạn để tả phần bao quát, đoạn tả từng bộ phận của cây hoặc tả theo từng mùa, cũng có thể tả theo từng thời kỳ phát triển. Tất nhiên còn có đoạn mở đầu và đoạn kết thúc. Và khi viết, mỗi một đoạn này các con cần phải xuống dòng. Các con lưu ý nhé, đây cũng chính là phần các con rất dễ nhầm vì các con cứ viết liền tù tì hoặc trong một phần các con lại bị chia quá nhỏ. Vậy cụ thể như thế nào? Chúng mình cùng theo dõi phần ví dụ này. Ở phần ví dụ thứ nhất, cô muốn giới thiệu với các con để chúng ta cùng học tập cách miêu tả hoa giấy của một tác giả. Ở trong bài này, tác giả đã miêu tả hoa giấy như thế nào? Chúng ta cùng theo dõi phần bài đọc. Sau đó, cô sẽ phân tích cụ thể từng đoạn mà tác giả đã khai thác nhé. Các con theo dõi màn hình này. Hoa giấy. Trước nhà, mấy cây hoa giấy nở hoa tưng bừng. Trời càng nắng gắt, hoa giấy càng bồng lên rực rỡ. Màu đỏ thắm, màu tím nhạt, màu da cam, màu trắng muốt tinh khiết. Cả vòm cây lá trên hoa bao trùm lấy ngôi nhà lẫn mảnh sân nhỏ phía trước. Tất cả như nhẹ bỗng, tưởng chừng chỉ cần một trận gió ào qua, hoa giấy chĩu chịt hoa. Cây hoa giấy chĩu chịt hoa xé bốc bay lên, mang theo cả ngôi nhà lang thang giữa bầu trời. Hoa giấy đẹp một cách giản dị, mỗi cánh hoa giống hệt một chiếc lá, chỉ có điều mỏng manh hơn và có màu sắc rực rỡ hơn.